Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đầu tư thông minh ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay mình sẽ đi giới thiệu cho các bạn mới. Chúng ta chưa có tham gia vào thị trường hoặc là chúng ta mới tham gia, chúng ta chưa biết bắt đầu từ đâu ha. Thì đầu tiên để có thể giao dịch được trên một cái sàn giao dịch thì chúng ta phải đăng ký sàn ha. Ở đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là sàn Binance. Về sàn Binance này đó thì nó sẽ là một cái sàn gọi là đứng top 1 thế giới ha, về cái độ ổn định và rất là nhiều người tin dùng nó. Nếu các bạn nào chưa có đăng ký sàn này thì có thể là xem ở đường link bên dưới video, trong cái phần mô tả tôi có để đường link bên dưới, và các bạn nào có đăng ký đường link bên dưới thì sẽ có cái chi phí ưu đãi cho các bạn, giảm 10% phí giao dịch ha. Rồi nếu như các bạn nào đã đăng ký thành công thì chúng ta phải xác nhận thông tin cá nhân ha. Sau khi xác nhận xong thông tin cá nhân rồi thì chúng ta bắt đầu vào mua crypto. Chúng ta chọn vào mua crypto Việt Nam đồng ở đây. Chúng ta chọn là Việt Nam đồng ha. Giao dịch P2P. Rồi, ở đây tôi sẽ có cái số lượng tiền Việt Nam trong cái tài khoản ngân hàng là 1 triệu. Và tôi muốn là chỉ những người quảng cáo của thương nhân thôi. Sau đó tôi sẽ tìm kiếm. Và đây là kết quả tìm kiếm. Tôi sẽ chọn kết quả đầu tiên. Có đánh những dấu sao này ha. Chọn mua. Sau đó tôi nhập số tiền Việt Nam đồng của tôi. 1 triệu tương đương với là khoảng 40 chấm 5 đô la ha. Tôi chọn mua. Đặt lệnh thành công. Bây giờ tôi phải chuyển tiền. Tôi phải chuyển tiền cho cái người này với số thẻ này, với ngân hàng này trong thời gian là 15 phút ha. Rồi. Bây giờ tôi đang đăng nhập trên cái điện thoại của tôi để chuyển chuyển tiền qua. Các bạn nhớ chọn đúng thông tin nha các bạn. Thông tin và số tài khoản ha. Tài khoản Techcombank. Techcombank, chọn số tài khoản 1903 634 127 0011. Tên tài khoản là Lâm Nguyễn Lâm Oanh. Và tôi nhập số tiền của tôi là 1 triệu. Nó kêu chúng ta là sau đây là thông tin thanh toán của người bán, hãy đảm bảo tiền được chuyển từ tài khoản của bạn sở hữu khớp với tên của người đã được xác minh. Chú ý sau khi thực hiện chuyển tiền pháp định, vui lòng nhấn vào nút bên dưới để thông báo cho người bán đã nhận thanh toán ha. Thì sau khi chuyển tiền xong mình bấm vào nút này.
Rồi, và tôi đã chuyển tiền xong. Tôi bấm vào đã chuyển tiền. Đó, và tôi sẽ chụp hình lại cái thông tin này. Các bạn khi giao dịch xong, các bạn nhớ chụp hình màn hình lại ha. Để chúng ta sau này chúng ta sẽ có cái bằng chứng. Tôi sẽ lưu lại. Rồi sau đó chúng ta sẽ chờ đợi ha. Trong vòng 14 phút. Và ở bên bên tay phải các bạn là có cái số điện thoại của người bán ha. Nếu như chúng ta không nhận được thì chúng ta có thể khiếu nại. Chúc các bạn thành công. À, và nếu như các bạn nào thấy video này hay thì hãy bấm like video, chia sẻ với bạn bè và cũng như là bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.